sai luôn. Ngày cuối tuần chủ nhật. Sài Gòn có tiếng năm 2000.
chợt thương con sao bay xa bay, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sao sang sông sao đa sầu lòng, sao bay theo phương người mấy người ta chưa truyền là sao? Chưa truyền rồi, máy tính còn chưa có, nhưng mà bữa sau sẽ có. Có gì? Sẽ có cái bữa sau sẽ có cái ứng dụng mà Hổ sẽ truyền từ máy tính Hổ trang đến cho con. Ồ vậy hả? Thì đằng nào cũng sẽ có thôi. Ừ. Đừng có đóng nảy được gì hết á. Mình sẽ quay cái này là gọi là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày vậy thôi. Ha. Không cụ thể đường nào hết nha. Ok. Cái này phải là phải có tech á. Để là phải có tech á. Thành phố Hồ Chí Minh ngày chủ nhật ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần ngày 8 tháng 8 tháng 1 hả? Đúng không? 2023 đúng không? Vậy thôi, đúng không? Không cần phải rùm rà hay gì hết hả? Như giữa cố định này thì sẽ có test rồi. Hồi nãy hay. Sao xa vậy cũng không qua điều. Em xa người đàn lá tâm sự này biết tỏ với ai đây, mấy rượu chai chẳng làm chơi tôi. Về không chưa ra tới đó chắc phải đứng chờ cũng 5 phút. Ba mày con tưởng ba đã bỏ con để đi lấy xe đạp à? Không. Mà sao ba chở mẹ làm gì lâu dữ hả? Ba chở mẹ rồi ba về nhà ba sạc pin điện thoại, ba làm ba đạo dừa nè, ba làm mấy cái việc mà tụi con không làm đó. Ba làm việc linh tinh chứ, việc linh tinh trong khi là cùng cái mạng cửa thì con phải làm rồi lát hồ để năm sau con sẽ làm, nhưng mà phải có ba để giữ cầu thang vì con chưa quen lên cầu thang á. Tối nay đi An Môn Tân Phú cùng anh Đạt á. Đừng có cắt tay được. Cùng Đạt á. Ừ. Ăn món gì? Ăn món gì? Muốn thích ăn món gì? Hay đu kỳ ăn. Ừ, chắc đi nói anh Đạt anh dẫn đi đu kỳ. Muốn ăn gì nói anh Đạt dẫn ăn món đó. Được chưa? Lần này con sẽ ăn thử những món khác. Đu kỳ hả? Đu kỳ là món khác con thử à, để xem liệu nếu như là đồ cây mà ngâm có thể là có khả năng là đồ cây sẽ ngấm vô cái thức ăn đó. Đừng ăn cây quá hư đường ruột à. Biết rồi, cây bị phải thôi, mà nếu như là bị cây mà thì con có thể ngấm vô cái thực phẩm đó à. Còn 5 phút nữa. Ờ à. Ừ. Còn 5 phút nữa. Muốn không muốn ít cây. Nhưng mà ở đây cũng ít học sinh. Nay ít học sinh. Chắc học sinh có học sinh nghỉ phép để bị ăn Tết đó. Ừ, ít học sinh. Con hay cũng muốn nghỉ sớm vậy. Ừ. Nghỉ sớm. Vì học áp lực quá nên về quê trước. Đừng có nói làm gì. Ơi. Ừ.